Hello, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay có chiếc quạt này các bạn ạ. Thì bây giờ là nó vẫn chạy nhá anh em. Nhưng nó bị kêu rất là to đây này. Đây. Nhiều quạt của nhiều nhà ấy nó bị kêu này, mọi người sẽ không biết xử lý ra sao và các cách khắc phục nó ra sao. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà khắc phục tiếng kêu tại nhà nhá. Đó, đây, sau bây giờ mình sẽ tắt đi này. Và khi tắt đi quạt nó chạy rất là êm. Đó. Anh em để ý xem cái cánh này, người ta đã lắp cái cánh nhỏ hơn cái lồng này. Đó, đây là cái nguyên nhân này. Và cái thứ hai nữa là cái cánh này nó đang lắp bị lỏng. Đây mình sẽ tháo ra cho anh em xem nhé. Đây. Đây, cái cánh này nó bị lỏng này. Đó. Anh em xem cái trục này, nó xoay được mà cái cánh này nó cũng xoay được này. Đó, đây là cái tình trạng mà dẫn đến nó bị kêu nhé. Bây giờ mình sẽ bật quạt lên cho anh em xem này. Đó, nó vẫn bị kêu. Rồi, bây giờ mình sẽ khắc phục và mình sẽ thay cái cánh khác luôn. Thì mình khắc phục tiếng kêu trước, xong rồi tí mình thay cánh khác rồi cho mọi người xem nhé. Đó, do cái cốt này người ta làm nó bị ngắn này. Đây, đây này anh em này. Đó, đây cái cốt này nó bị ngắn nha anh em nhé. Đó, đâm ra là nó sẽ kêu. Rồi, giờ mình sẽ khắc phục cái này xem là có hết kêu không nha anh em nhé. Và đây, đó, bây giờ mình sẽ cho quạt chạy không có cánh này. Quạt chạy rất là êm, đó, chứng tỏ là nó bị kêu ở cái cánh này nha anh em nhé. Đây, mình sẽ sử dụng con long đền như thế này để đưa vào bên trong như này nha anh em nhé. Đó, đây, nguyên nhân của nó là ở đây nha anh em nhé. Đó, anh em chỉ cần đem cái long đền này vào và chúng ta đưa cái này vào là ok này, hết kêu ngay. Đó, thì cái này là kinh nghiệm của mình sau một thời gian học hỏi và sửa chữa mò bao nhiêu năm. Đó, cái cánh của chúng ta nó đã chặt lại này. Rồi, giờ mình sẽ bật xem quạt của chúng ta nó êm chứ nhá anh em nhá. Đó, đây, quạt rất là êm mọi người nhá. Nó không hề tiếng kêu, tiếng kiếc gì luôn. Đây, nó sẽ không có tiếng cạch cạch như ban nãy nữa anh em ạ. Đó, đây là cái cách khắc phục tại nhà này. Quạt bị kêu rất là hay gặp này. Rất là nhiều người khi mua cái cánh về mà lắp vào mà nó rất là kêu. Đó, thì nguyên nhân nó là nằm ở đây. Cái cánh của chúng ta vẫn bị lỏng nha anh em nhé. Rồi. Và nguyên nhân thứ hai hay gãy cánh nữa là đây, mình sẽ lắp cái cánh to này vào này. Đây. Đây mình sẽ lắp cái cánh này vào nhé. Đó, cái cánh này thì hình như to hơn cái lồng này. Để mình lắp vào đó. Các bạn lắp chú ý cho nó đúng cái G này nhá anh em nhé. Đây. Như cái quạt này thì nó khi mình đệm cái long đền ấy nó đã xa cái lồng này rồi. Còn nếu mà quạt của anh em nhá. Đây, những cái này mình nên bẻ bớt đi. Nó đã bị gãy rồi đấy. Đây. Đây, những cái này này anh em này. Đó, cái này mà nó chạm vào cái cạnh này sát quá là anh em phải lưu ý nhá. Đó, không thì cái quạt của chúng ta nó sẽ gãy ngay cái cánh này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại này. Đó, mình sẽ tiến hành thay cái cánh to hơn để cho lượng gió nó mát hơn anh em nhé. Đây. Đó, cái long đền người ta vẫn phải giữ nguyên nha anh em nhé. Bởi vì rồi, giờ mình sẽ test cái cánh của cái loại tai voi này anh em nhé. Đây. Quạt rất là êm, chạy số 3 anh em ạ. Đó. Quạt rất là êm mát này. Rồi. Đây, số 2 này. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ tiến hành đóng lồng lại xem nó còn kêu không nha anh em nhé. Thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và nút đăng ký kênh bên dưới để cập nhật những cái thông tin hữu ích nhất mà mình chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, ok. Đáp lồng lại này anh em này. Cái chỗ này mình giáp hơi sai nhiều. Đây, nó có cái khuyết ấy. Mình quên đấy, mình chưa đưa vào. Đây, mình sẽ đưa lại này. Đưa cái điểm khuyết này vào trước này. Đó, rồi anh em sẽ ấn lại. Rồi, ok. Giờ mình sẽ tiến hành nhận cho quạt chạy lại này. Đó, quạt chạy rất là êm nha mọi người nhé. Đây, mình sẽ cho mọi người xem này.
Đó, thì quạt rất là êm, nó không hề có tiếng kêu cạch cạch nữa. Thì cái phương pháp này này áp dụng trên tất cả các loại quạt nhá, từ quạt ngủ rồi đến quạt cây, quạt treo tường. Đó, các bạn mà cứ thấy nó lỏng mà tiếng kêu cạch 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 khi bật lên và tắt đi thì quạt vẫn quay nhưng mà nó rất là êm, thì anh em phải lưu ý cái con ốc giữ cánh này. Đó, nếu mà cái cánh của chúng ta nó lỏng ở so với cái trục bạc ấy, xoay đi xoay lại được, thì anh em phải đệm cái long đền vào và vặn cho nó chặt cứng lại với cái trục bạc của chúng ta, thì lúc đó quạt thì nó mới hoạt động êm ái được. Vì nguyên nhân là cái quận điện ấy, nó tác dụng cho rô to dẫn quay dẫn ra trục này, thì trục này quay cái cánh nó quay chậm hơn mà, thì cái tốc độ nghìn tư này này nó có hiện tượng quay gọi là giật. Đó, thì nó rất là ít thôi anh em, ít người biết được, thì anh em phải lưu ý vặn chặt cái cánh lại thì nó mới hết kêu. Rồi thì hẹn anh em clip tiếp theo nhé. Clip này mình chia sẻ ngắn vậy thôi, chúc anh em thành công nhé, bye bye.